Số 278, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển 49, phẩm 34, Nhập Pháp Giới, phần 6. Bấy giờ đồng tử thiện tài, tư duy vô lượng pháp môn chư Phật, đạt được vô lượng các hạnh của Bồ Tát, vô lượng đạo phương tiện vi diệu của Bồ Tát chiếu hết thân tâm, ưa thích cầu vô lượng pháp môn phương tiện, thành tựu sự thanh tịnh giải thoát của Bồ Tát, thành tựu vô lượng các căn thanh tịnh của Bồ Tát, thành tựu các lực thanh tịnh của Bồ Tát. Tâm tùy theo vô lượng các hạnh của Bồ Tát mà sinh ra vô lượng năng lực đại nguyện của Bồ Tát, đạt được trí tuệ vi diệu chẳng thể hư hoại của Bồ Tát, chiếu khắp tất cả. Thiện tài dần dần đi đến nước ấy để tìm cầu thành phổ môn. Tâm không ngừng nghỉ, siêng năng chẳng thoái lui, nhớ nghĩ thiện tri thức, tán thán thiện tri thức, tùy thuận các căn của thiện tri thức, hướng đến pháp môn toàn diện, xa lìa tất cả các việc làm buông lung, khai mở mắt trí tuệ thanh tịnh, vượt biển sanh tử thấy thành phổ môn. Thành này nguyên nghe kiên cố, có 100.000 thành nhỏ bao bọc chung quanh, trang hoàng đủ loại đẹp đẽ không gì bằng. Thiện tài thấy trưởng giả Phổ Nhãn Diệu Hương ngồi tòa chúng hương ở trong thành này, liền đi đến chỗ trưởng giả ấy, đảnh lễ nơi chân, cũng có chấp tay đứng qua một bên thưa: Thưa đại thánh, tôi đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chưa biết gì Bồ Tát làm thế nào, học hạnh Bồ Tát và tu đạo Bồ Tát. Đáp: lành thay, này thiện nam, ông đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay thiện nam, ta rõ biết các loại bệnh của tất cả chúng sinh, như là bệnh phong hàn, bệnh sốt nóng, và các bệnh khác như bệnh điên cuồng, bệnh quỷ dựa, bệnh trúng độc, bệnh các chú thuật. Tùy theo những bệnh như thế, ta đều có thể chữa trị lành. Này thiện nam, chúng sinh trong mười phương, những người có bệnh đi đến chỗ ta đều có thể chữa trị cho họ được lành mạnh. Lại lấy nước thơm tắm rửa, đem hương hoa vàng ngọc y phục thượng hạng, thức ăn hảo hạng để cúng dường họ, đem vô lượng cho báo bố thí cho họ, sau đó giảng nói vô số pháp môn. Đối với người có nhiều tham dục thì dạy họ quán pháp bất tịnh, người nhiều giận dữ thì dạy họ quán tâm từ, người nhiều ngu si thì dạy quán tướng các pháp, người có đủ ba thứ phiền não thì dạy pháp môn thù thắng, vì muốn họ phát tâm bồ đề nên khen ngợi tán thán công đức của chư Phật, vì muốn họ đối với vô lượng khổ, tâm chẳng nhàm chán nên giảng nói nuôi lớn tâm đại bi. Vì muốn họ nuôi lớn vô lượng trí tuệ thanh tịnh nên phân biệt giảng nói các pháp ba la mật. Vì muốn họ giáo hóa thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh nên giảng nói các đại nguyện. Vì muốn họ hiện rõ trì giới ba la mật thanh tịnh nên giảng nói hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì muốn họ hiện rõ nhẫn nhục ba la mật nên giảng nói công đức chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai. Vì muốn họ hiện rõ tinh tấn ba la mật nên giảng nói pháp thần lực thanh tịnh không hư hoại của Như Lai. Vì muốn họ hiện rõ thiền định ba la mật của Như Lai, nên diễn nói Như Lai không ai bằng được. Vì muốn họ hiện rõ bát nhã ba la mật, nên diễn nói pháp thân thanh tịnh. Vì muốn họ hiện rõ phương tiện ba la mật, nên diễn nói pháp thân thanh tịnh làm cho tất cả chúng sinh đều thấy rõ. Vì muốn họ hiện rõ nguyện ba la mật, nên diễn nói ở trong sinh tử, trụ tất cả kiếp. Vì muốn họ hiện rõ các lực ba la mật, nên diễn nói làm trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. Vì muốn họ hiện rõ trí tuệ ba la mật, nên diễn nói pháp thân thanh tịnh, tùy theo sự thích ứng của chúng sinh, khiến cho họ hoan hỷ. Vì muốn họ xa lìa tất cả các pháp bất tiện, nên diễn nói thường thích nhìn thấy pháp thân thanh tịnh. Này thiện nam, ta đem đủ những pháp như vậy để bố thí đều khiến cho họ đầy đủ, hoan hỷ mà trở về. Này thiện nam, ta lại rõ biết phương pháp hòa hợp các loài hương, đó là hương bất khả xương vương, hương tân đầu, hương thù thắng, hương giác ngộ, hương ánh sáng, hương trầm thủy, hương kiên cố, hương chiên đàn, hương mây, hương các căn chẳng lay động. Tất cả các loại hương như vậy ta đều rõ biết. Lúc đốt hương này, nhất tâm hướng về Phật phát tâm nguyện rộng lớn đầy đủ tất cả nguyện, đó là cứu giúp tất cả chúng sinh, làm trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, cho đến lúc đốt một viên hương, đều nguyện xong tất cả pháp giới mười phương, hương tất cả Như Lai và quyến thuộc của họ, hương màn treo trang nghiêm tất cả pháp giới, hương cung điện, hương tường rào, hương lan can, hương đẩy lùi địch, hương cửa sổ, hương bán nguyệt, hương lọng, hương cờ, hương phướng, hương lưới, hương hình tượng, hương ánh sáng, mưa mây hương đầy đủ các vật trang nghiêm tất cả các pháp giới mười phương, cùng tất cả chư Phật và quyến thuộc của họ. Này thiện nam, ta chỉ biết pháp môn rốt ráo làm cho tất cả chúng sinh hoan hỷ này.
Còn như các đại Bồ Tát, như đại Bồ Tát Diệu Vương, thấy thân tất cả Phật, hoặc có nghe thấy gần gũi nhớ nghĩ, giữ lấy danh hiệu đều chẳng hư dối, hoặc người nào gặp được chư Phật ấy thì phiền não đều trừ diệt, đạt được tận cùng các pháp của Như Lai, diệt trừ khổ ấm, xe lìa tất cả sợ hãi sinh tử, được sự không sợ hãi, đầy đủ nhất thiết trí, phá tan vô lượng núi cao sinh tử, an trụ nơi chánh pháp của ta, thì làm sao có thể biết, có thể nói hành công đức đó. Này thiện nam, phương nam của xứ này có một thành tên là Mãn Tràng, có một nhà vua tên là Mãn Túc. Ông đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào để học hạnh Bồ Tát và tu đạo Bồ Tát? Lúc ấy đồng tử thiện tài cung kính trình lễ trưởng giả Phổ Nhãn Diệu Hương, đi quanh vô số vòng, từ giả đi về phương nam. Bây giờ đồng tử thiện tài tuần tự nhớ nghĩ các thiện tri thức, chánh niệm tư duy lời dạy của thiện tri thức. Lại suy nghĩ như vậy, thiện tri thức có thể giáo hóa ta, có thể dạy, có thể bảo hộ ta, làm cho ta không còn tối lui nơi đạo Bồ Đề vô thường. Suy nghĩ như vậy liền được tâm rất hoan hỷ, tâm vô lượng hoan hỷ, tâm sinh khởi thanh tịnh, tâm vắng lặng, tâm rộng lớn, tâm trang nghiêm, tâm không còn chấp trước, tâm không ngăn ngại, tâm như hư không, tâm thấy được chư Phật Bồ Tát, tâm tự tại, tâm thuận theo các pháp, tâm ở trong một niệm đầy khắp cõi tất cả Phật, tâm gặp được Như Lai, tâm nhớ nghĩ mười lực, tâm không xả bỏ chư Phật và thiện tri thức. Thiện tài lần lượt trải qua các thành ấp xóm làng trong dân chúng đến thành Mãn Tràng, hỏi vua Mãn Túc đang ở chỗ nào. Có người bảo, nhà vua hiện đang ở chánh điện, dùng pháp vua để giáo hóa chúng sinh. Người đáng giúp đỡ thì giúp đỡ, người đáng phạt thì phạt, người đáng trị thì trị. Có những người tranh cãi thì xét đoán cho họ, người có sợ hãi thì ban sự không sợ hãi. Khen ngợi việc không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lời vô nghĩa, không tham sân si. Khi ấy thiện tài trông thấy nhà vua ấy, ngự nơi tòa sư tử kim cương được trang hoàng bằng vô số các báu, bằng vô lượng tượng báu để trang sức, bằng đủ loại mây hương để xâm khắp tòa, bằng vô lượng giải báu để trải trên đó. Lại tạo ra vô lượng cờ báu, vô lượng phướng báu, đổ xuống chung quanh treo màn các báu. Nhà vua đầu đội mão báu như ý mani, dùng vàng như phù đàn hình bán nguyệt để trang nghiêm, tóc màu xanh biếc, bông tai ngọc đều thòng xuống, thân đeo vòng ngọc mani vô giá, có 100.000 lưới báu che phủ trên thân, lọng bằng vàng diêm phù đàn, chuông bằng tất các thứ bằng các báu, thường phát ra âm thanh vi diệu, giá bằng lưu ly, kho báu dạ quang chiếu khắp mọi nơi. Vua Mãn Túc ấy có uy lực lớn, lìa các quán địch tự tại vô cùng, có một phạn đại thần thường ở theo vị trí của mình xử lý quân sự, một phạn tướng mạnh mẽ cầm binh khí bảo vệ. Lúc ấy thiện tài thấy vô lượng chúng sinh phạm pháp vua nên thân bị năm thứ hình phạt, hoặc chặt tay chân, hoặc cắt mũi tai, hoặc khoét đôi mắt, hoặc chém đầu, hoặc quăng vào tro sôi sục, hoặc bọc vào trong vải, rưới dầu lên rồi dùng lửa để đốt, dùng vô lượng hành hình khổ sở như vậy để trị tội. Bây giờ đồng tử thiện tài suy nghĩ, tại vì tất cả chúng sinh nên học hạnh Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát, nay thấy vị vua này làm việc rất ác, và tạo các bất pháp bất thiện, đó chính là người ác nhất trong những người ác. Lúc vua suy nghĩ như vậy thì có vị trời ở giữa hư không bảo, nay thiện nam, ông nên nhớ nghĩ lời dạy của thiện tri thức Phổ Nhãn Diệu Hương. Khi ấy thiện tài liền ngửa mặt nhìn hư không đáp, tôi thường nhớ nghĩ. Vị trời lại bảo, nếu thường nhớ nghĩ thì vì sao còn hoang mang? Này thiện nam, phương tiện của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, trí tuệ của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, bảo hộ chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, thu phục chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, giáo hóa chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, từ mẫn chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, độ tha chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn. Lúc ấy thiện tài nghe vị trời dạy xong liền đi đến chỗ vị vua, đảnh lễ dưới chân thưa đại thánh, tôi đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng chưa biết Bồ Tát làm thế nào học hạnh Bồ Tát và tu đạo Bồ Tát. Vua Mãn Túc xử lý việc lúc xong, cầm tay thiện tài dắt vào trong cung, bảo ngồi trên tòa sư tử báu, nói, này thiện nam, hãy xem cung điện của ta đây. Thiện tài liền nhìn quanh, vô cùng rộng lớn, tường rào bằng bảy báu bao bọc xung quanh, giảng đường bằng bảy báu, lầu gác bằng vô lượng 100.000 các báu, dùng để trang nghiêm hoàng, dùng để trang hoàng nó, cho đến lưới báu mani chẳng thể nghĩ bàn, cha phụ ở trên đó. 500 thể nữ xinh đẹp như trời, như trên đã nói, này thiện nam, ông có thấy kết quả việc làm của ta không?
Thiện Tài thưa, tôi đã thấy. Này Thiện Nam, ta thành tựu pháp môn huyển hóa của Bồ Tát. Dân chúng trong cõi nước của ta làm việc sát sinh, trộm cắp, cho đến tà kiến. Thấy những người như vậy chẳng thể giáo hóa làm cho xa lìa các nghiệp ác. Nên ta vì hóa độ, làm cho được giải thoát, mà hóa làm những người chịu đủ loại khổ hành hạ, khiến xả bỏ 10 việc làm bất thiện và tất cả việc ác. Đầy đủ 10 điều lành, được vui rốt ráo, phát tâm, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đầy đủ nhất thiết trí. Này Thiện Nam, nên biết thân, miệng ý của ta, cho đến chẳng sinh tâm giết hại một con kiến, huống chi là con người ư. Vì con người là ruộng phước sinh ra căn lành. Này Thiện Nam, ta chỉ biết pháp môn huyển hóa này, còn như các Đại Bồ Tát chứng được pháp nhẫn vô sinh, biết tất cả các cõi, các đường đều như huyễn, biết hạnh Bồ Tát đều như biến hóa. Tất cả thế gian đều như điện chớp, tất cả các pháp thể đều như mộng, dâu sâu pháp giới không ngăn ngại, đầy đủ cảnh giới vi diệu không ngăn ngại của Bồ Tát. Giữ lấy tất cả hạnh, đối với vô lượng truyền Đà La Ni được tự tại, thì ta làm sao có thể biết, có thể nói hạnh công đức ấy. Nay Thiện Nam, phương Nam của xứ này có thành Thiện Quang. Có một nhà vua tên là Đại Quang. Ông đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học hạnh Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Lâu ấy đồng tử Thiện Tài đành lễ dưới chân vua mà ấn túc, đi quanh vô số vòng, từ giã đi về phương Nam. Bấy giờ đồng tử Thiện Tài nhất tâm chánh niệm pháp môn trí tuệ huyễn hóa của vị ấy. Của vị vua ấy, quan sát tất cả pháp đều như huyễn, phân biệt các nghiệp, luôn cầu chánh pháp, nhất tâm tư duy sự biến hóa cứu độ chúng sinh của vị vua ấy. Tư duy thế gian tất cả như huyễn, phân biệt rõ biết hạnh nguyện ba đời đều như huyễn hóa, đi vào pháp giới thanh tịnh. Thiện Tài lần lượt đi đến chỗ dân chúng thành ấp xóm làng, đồng hoa, các nơi nguy hiểm mà tâm không mệt mỏi, đến thành Thiện Quang. Thiện Tài hỏi mọi người, thành này tên gì? Mọi người đáp, đây là thành Thiện Quang. Khi ấy Thiện Tài suy nghĩ, thiện tri thức của ta ở trong thành này, nay ta chắc chắn gặp được thiện tri thức, được nghe hạnh của Bồ Tát, chánh pháp của Bồ Tát và pháp môn của Bồ Tát, được nghe công đức chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát, được tự tại chẳng thể nghĩ bàn, pháp môn bình đẳng chẳng thể nghĩ bàn, diệu lực cũng dũng mãnh chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát, nên ta chắc chắn được nghe cảnh giới đốt ráo của Bồ Tát. Suy nghĩ như vậy xong, Thiện Tài đi vào thành Thiện Quang, thấy thành bằng bảy báu đẹp đẽ vô cùng, hào sao bảy lớp bao bọc chung quanh, nước tám công đức đầy tràn trong đó, đáy trải cát bằng vàng, hoa sen bốn màu xanh vàng đỏ trắng mọc đầy trong đó, tường rào bằng bảy lớp báo bọc. Đó là tường bằng kim cương sư tử, tường bằng kim cương không thể hư hoại, tường bằng kim cương tinh tấn, tường bằng kim cương tinh tấn chẳng thể hư hoại, tường bằng kim cương không có đáy, tường bằng lưới kim cương đẹp, tường bằng kim cương lìa dục được thanh tịnh. Bảy lớp tường này bằng vô số các báu để trang hoàng, thành xinh đẹp đặc biệt rộng lớn nguy nga, có 10 ức con đường, mỗi mỗi ngã đường đều có vô lượng vô số ức dân chúng, lau gác bằng vô số vàng diêm phù đàn, dùng lưới báu lưu ly che phủ trên đó, lau gác bằng gạch, bằng bạch ngân chẳng thể nghĩ bàn, dùng lưới bảo châu màu đỏ che phủ trên đó, lau gác bằng lưu ly chẳng thể nghĩ bàn, dùng lưới kho báu đẹp đẽ che phủ trên đó, lau gác bằng pha lê chẳng thể nghĩ bàn, dùng lưới kho báu mani ly cấu che phủ trên đó, lau gác bằng báu minh tịnh chẳng thể nghĩ bàn, dùng lưới báu mani nhật tụng che phủ trên đó, lau gác bằng vô số báu nhân đà la ni, dùng lưới báu ánh sáng đẹp đẽ che phủ trên đó, lau gác bằng vô số báu kiên cố, dùng lưới báu dạ quang rực rỡ che phủ trên đó, lau gác bằng kim cương chẳng thể nghĩ bàn, dùng lưới cờ báu mani che phủ trên đó, lau gác bằng gỗ chiên đàn trầm thủy chẳng thể nghĩ bàn, dùng lưới báu ma ha mạng đà la che phủ trên đó. Những lầu gác bằng báu đẹp không thể nói hết như vậy, đều dùng đủ loại lưới dân phủ lên trên, lưới bằng báu đẹp chẳng thể nghĩ bàn, lưới bằng chuông vàng chẳng thể nghĩ bàn, lưới bằng hương thơm chẳng thể nghĩ bàn, lưới bằng hoa chẳng thể nghĩ bàn, lưới bằng vải chẳng thể nghĩ bàn, đều dân phủ ở trên đó. Lại căng lên các màn báu đẹp chẳng thể nghĩ bàn, dùng lọng châu báu đẹp chẳng thể nghĩ bàn, che ở trên đó. Dựng lên cờ phướng bằng các báu chẳng thể nghĩ bàn, dùng để trang hoàng. Trong thành này còn có một nhà lầu tên là Chúng Sinh Nhão Kiến Vô Yểm, dùng vô số báu mani để trang hoàng. Chú Đại Quang thường ở trong đó.
Bây giờ thì hiện tại đối với những vật châu báu đẹp đẽ này, tâm không nhiễm trước, chỉ nhất tâm ưa muốn pháp thiện tri thức, liền thấy vua đại quan ngồi kiết già trên tòa báu sư tử, ở trong pháp đường, dùng các báu để trang hoàng, và vải báu để trải, có một vạn tượng bằng các báu dùng để trang hoàng, vô số âm nhạc tấu lên tiếng vui vẻ. Thân nhà vua trang nghiêm bằng 28 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp, thân màu hoàng kim như mặt trời sáng soi chiếu khắp tất cả, như mặt trăng tròn ở giữa các ngôi sao sáng, như phạm thiên vương ở giữa đại chúng, như các châu báu ở trong biển cả, như than thuốc hay ở trong núi tuyết, như tiếng rồng chúa làm cho chấn động thật tướng các pháp, như hư không trong suốt chẳng dính mắt bụi, như núi Tu Di có bốn màu sắc báu soi chiếu khắp biển tánh chúng sinh, ví như đảo châu báu đầy cả châu báu trí tuệ. Ở trước cung điện và các con đường ngoài bốn cửa thành của nhà vua, khắp nơi đều đặt những đống châu báu và y phục báu, vô lượng vô số các thị nữ xinh đẹp không thể nói, đầy đủ năm dục, dáng dấp tùy mỹ, rúng động trời người, đều sành 64 nghề, có vô lượng bò sữa sừng bằng vàng. Dưới cả bình, cả vò sữa thơm ngon ngọt, lại có vô lượng các vật trang sức, đủ loại hương thơm, trăm loại thức ăn thơm ngon, vô lượng âm nhạc và các thuốc tan, là đủ các vật dùng trong đời sống. Trên lề đường của các ngã tư đều có 20 ức Bồ Tát, đem tất cả vật dùng trong đời sống này, bố thí cho chúng sinh, được tâm thanh tịnh, vì diệt trừ phiền não cho chúng sinh, vì làm cho chúng sinh hiểu nghĩa chân thật, vì muốn đặt chúng sinh vào nhất thiết trí, làm cho chúng sinh xa lìa tâm ác, vì muốn làm cho chúng sinh dứt hẳn tà kiến, vì muốn chúng sinh làm thanh tịnh các nghiệp đạo. Khi ấy thì hiện tại cung kính đảnh lễ vua đại quan xong, đi quanh bên phải một vòng, rồi đứng qua một bên thưa: Thưa đại thánh, tôi đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chỉ biết Bồ Tát làm thế nào học hạnh Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Tôi nghe đại thánh có thể giải nói rõ ràng, xin nguyện diễn cho tôi. Vua bảo: Này thì nam, ta thành tựu thanh tịnh đầy đủ hạnh cơ đại bi của Bồ Tát. Ta ở trong chỗ của vô lượng vô số chư Phật Bồ Tát, nghe được pháp vi diệu, quán sát thanh tịnh, tu tập trang nghiêm. Ta ở trong hạnh này, dùng chánh pháp để trị nước, quán sát chúng sinh, thuận theo việc làm thế gian, dùng pháp, dùng chánh pháp để giáo hóa chúng sinh, bảo hộ chúng sinh, che chở chúng sinh, làm lợi ích chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, dạy bảo chúng sinh, khiến tu căn lành, quán pháp chân thật, làm cho chúng sinh đạt được tâm từ, tâm đại bi, tâm đại từ lực, tâm lợi ích, tâm xa lìa sợ hãi, tâm giáo hóa chúng sinh, tâm chẳng xa bỏ chúng sinh, tâm phát nguyện rộng lớn diệt trừ các khổ, làm chúng sinh được an ổn, an vui, thân tâm nhu hòa, xa lìa tâm cấu ế, xa bỏ vô sinh tử, thường ưa thích chánh pháp, để diệt phiền não cấu ế, được tâm thanh tịnh, bằng tất cả điều thiện hướng dẫn tâm chúng sinh, đoạn dòng sinh tử vào sau biển pháp, dứt trừ các cõi ra khỏi các đường tâm không ngăn ngại, đạt được nhất thiết trí làm thanh tịnh các biển tâm, sức tinh kiên cố không ai có thể phá hoại. Này thiện nam, ta đã ăn trụ nơi hạnh như vậy, dùng chánh pháp để trị nước làm cho các dân chúng xa lìa các sợ hãi. Người nào nghèo cùng nên đến chỗ ta, tùy theo chỗ sinh cầu của họ, ta mở kho rồi bảo, mặc ý mà lấy nhưng chớ làm các việc ác. Dân chúng trong thành này đều hướng đến đại thừa, đều thấy thành này đủ loại khác nhau, hoặc thấy cấu ế, hoặc thấy thanh tịnh, hoặc thấy cây đá, hoặc thấy lưu ly, hoặc thấy cờ tường không hư hoại bao bọc xung quanh, hoặc thấy nhà lầu bằng vô số báu chẳng thể nghĩ bàn, dùng để trang hoàng, bằng tâm ngay thẳng tu các căn lành. Ở trong chỗ chư Phật cầu nhất thiết trí, thuở xưa ta vì giáo hóa các chúng sinh tu hạnh Bồ Tát nên họ mới thấy thành này bằng các loại báu trang nghiêm. Ngoài ra những chúng sinh khác lại thấy cố huế. Này thì nam, trong thành này lúc đời năm uế trược, chúng sinh làm các việc ác, ta làm từ mẫu họ để nhập vào tam muội dùng đại từ để tùy thuận thế gian của Bồ Tát. Lúc ta nhập định này, những chúng sinh ấy có tâm ác, tâm phiền não, tâm tranh chấp, tâm não hại đều tiêu diệt cả. Vì sao? Vì dự luật của tam muội này như vậy. Này thiện nam, chờ chốc lát ông sẽ tự thấy.
Bây giờ nhà vua liền nhập vào Tam Muội, lấy Đại Từ làm đầu, tùy thuận thế gian của Bồ Tát. Khi vua nhập vào Tam Muội này xong, thế thành lớn tiện quan chấn động sáu cách, những tường rào bằng các báu, nhà lầu cung điện, lan can, cửa sổ, vòng bán nguyệt ngang địch, lưới chuông báu, hình tượng bằng các báu để phát ra tiếng hay tán thán nhà vua ấy. Tất cả dân chúng trong ngoài thành đó đều rất vui mừng, nhất tâm chắp tay cung kính đảnh lễ nhà vua. Các loài súc sinh đều hướng về nhau bằng tâm từ và đảnh lễ vua ấy. Tất cả núi đồi và cây rừng cũng đều uốn cong về phía nhà vua. Tất cả sông hồ suối dòng đều chảy về phía nhà vua. Một vạn vua rồng nổi mây lớn, điện chớp sấm rền mưa các nước thơm. Một vạn vua trời đế thích, vua Dạ Ma Thiên, vua Sang Đâu Xuất Thiên, vua Hóa Thừa Tại Thiên, vua Tha Hóa Thừa Tại Thiên. Ở giữa hư không tấu vô số âm nhạc, vô số thiên nữ ca ngâm những tiếng rất hay, mua xuống vô số mây hoa, mây hương bột, mây vòng hoa, mây lỏng, mây phục đủ màu sắc, vô số cờ vướng lỏng báu trang hoàng hư không để cúng dường vua ấy. Vua rồng Iana Bàn Na trải hoa sen lớn che khắp hư không, rủ xuống vô số dải tơ lụa đẹp bằng vô số các báu để trang hoàng, vô số dòng hoa bóng, các vật để trang nghiêm cõi trời, các hương hoa thơm đẹp đầy cả hư không, dùng để cúng dường nhà vua. Vô số thiếu nữ đầy cả hư không khen ngợi vua ấy. Vô số các quỷ la sát thường ở trong biển cả và trong cõi dưới phù đề, uống máu ăn thịt, những loài sống dưới nước và các thú ác thường hại chúng sinh khởi tâm từ, lại được tâm vắng lặng, tin hiểu lời sau, nên sẽ lìa các việc ác. Tâm hoan hỷ vô cùng, nằm vóc gieo sát đất, cung kính đảnh lễ nhà vua ấy, thì thân tâm được an lạc vô cùng. Vô số quỷ tỳ xá xà như các chúng sinh độc ác của bốn thiên hạ trong tam thiên đại thiên thế giới, cho đến những chúng sinh độc ác trong trăm vạn ức vô số thế giới mười phương cũng như vậy. Bây giờ vua Đại Quang từ Tam Muội bảo Thiện Tài: Này Thiện Nam, ta chỉ biết hạnh Tam Muội cờ đại bi này của Bồ Tát, còn như các đại Bồ Tát dùng lòng đại bi che khắp cứu giúp tất cả chúng sinh, đối với những hạng thượng trung hạ đều xem bình đẳng không hai, bằng tâm từ như mặt đất nâng đỡ nuôi dưỡng chúng sinh, như mặt trăng tròn của Bồ Tát sinh ra ánh sáng công đức trừ các nóng biển nóng phiền não, như mặt trời sáng của Bồ Tát sinh ra ánh sáng trí tuệ cho khắp tất cả, như ngọn đèn sáng của Bồ Tát trừ dư tâm tối, như ngọn tịnh thủy của Bồ Tát diệt trừ biển phiền não cấu uế trong tâm chúng sinh, như ngọc báu như ý của Bồ Tát này tùy theo tâm chúng sinh đều khiến đầy đủ, như gió lớn của Bồ Tát mau làm cho chúng sinh tu tập Tam Muội đi vào thành nhất thiết trí, thì ta làm thế nào có thể biết, có thể nói hành công đức đó, tán thán hết núi công đức đó, biết gió lớn đại nguyện được quả vị chân thật, phân biệt hết chỗ tu hành đại thừa trang nghiêm của Bồ Tát Phổ Hiền và các Tam Muội tán thán mây đó. Này Thiện Nam, phương nam của xứ này có thành an trụ, có một ưu bà di tên là Bất Động. Ông đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học hạnh Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Khi ấy đồng tử Thiện Tài cung kính đảnh lễ vị vua ấy, đi quanh vô số vòng rồi tự giả đi về phương Nam. Bây giờ đồng tử Thiện Tài chánh niệm tư duy lời dạy của vua Đại Quang, tư duy hạnh cờ đại bi. Dạ Tam Muội ấy, Dạ Tam Muội lấy đại bi làm đầu, tùy thuận thế gian của Bồ Tát, sinh khởi nguyện lực công đức chẳng thể nghĩ bàn, nuôi dưỡng trí tuệ kiên cố chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát, tư duy các pháp bất động của Bồ Tát, tư duy tướng chân thật chẳng thể nghĩ bàn của các pháp, tư duy quyến thuộc chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát, tư duy các việc chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Tư duy như vậy xong, liền đạt được tâm hoan hỷ, tâm xa lìa tham dục, tâm rất vui vẻ, tâm khiêm nhường, tâm xa lìa cấu uế, tâm thanh tịnh, tâm kiên cố, tâm không sợ hãi, tâm vô tận. Lúc suy nghĩ như vậy, buồn khóc rơi lệ, lại suy nghĩ: Nếu ta gặp được thiện tri thức thì có thể sinh ra tất cả công đức, sinh ra khởi hạnh Bồ Tát, sinh khởi Đà La Ni chánh niệm thanh tịnh, sinh khởi ánh sáng Tam Muội của Bồ Tát, gặp tất cả Phật, mưa xuống mây pháp của chư Phật, phân biệt nói rõ các nguyện của Bồ Tát, sinh ra ánh sáng trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát, nuôi lớn các căn kiên cố chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát, nhớ nghĩ thiện tri thức có thể xa lìa đường nguy hiểm, có thể chỉ dạy con đường chân chánh, có thể thuận theo pháp bình đẳng, có thể hiện rõ pháp đại thừa, có thể được hạnh rốt ráo của Bồ Tát Phổ Hiền,
có thể hiện ra thành nhất thiết trí, có thể vượt qua biển tất cả pháp giới, có thể chiếu khắp biển tất cả pháp trong ba đời, có thể nuôi lớn tất cả pháp bạch tịnh, có thể thành tựu đầy đủ tất cả các pháp của hiền thánh. Lúc hiện tại tâm buồn khổ nhớ nghĩ như vậy, thì Như Lai sai vị trời đi theo Bồ Tát ở giữa hư không bảo: Này Thiện Nam, người nào tùy thuận theo lời dạy của Thiện Tri Thức thì được chư Phật hoan hỷ. Người nào tùy thuận theo lời dạy của Thiện Tri Thức thì được gần gũi bậc nhất thiết trí. Người nào đối với Thiện Tri Thức tâm không nhàm chán thì tất cả các nghĩa pháp đều được hiện ra ở trước. Này Thiện Nam, ông nên đến kinh đô an trụ ở chỗ Ưu Bà Di bất động, không bao lâu nữa ông sẽ gặp Thiện Tri Thức này. Khi ấy thiện tài từ tâm mũi ánh sáng trí tuệ đi ra, dần dần đi đến thành an trụ, tìm hỏi Ưu Bà Di bất động đang ở chỗ nào. Lúc ấy có người thưa: Thưa Thiện Nam, Ưu Bà Di bất động đang ở trong nhà, cha mẹ thương yêu gần gũi, quyến thuộc vây quanh. Vì vô lượng chúng sinh nên diễn nói chánh pháp. Lúc ấy thiện tài vô cùng hoan hỷ. Hoan hỷ vô cùng. Liền đi đến cửa, vào trong nhà thấy ánh sáng bóng màu vàng chiếu khắp trong cung điện. Người nào chạm được ánh sáng này thì thân tâm nhu hòa, ánh sáng chạm đến thân, thiện tài liền chứng được 500 pháp môn tam muội. Đó là pháp môn tam muội giác ngộ tất cả, pháp môn tam muội cờ đặc biệt, pháp môn tam muội vắng lặng, pháp môn tam muội xa lìa tất cả chúng sinh, pháp môn tam muội mắt thấy khắp, pháp môn tam muội Như Lai tạng. Đắc được 500 pháp môn tam muội như vậy thì thân tâm nhu hòa như bào thai 7 ngày, lại nghe mùi hương thơm bay ra vượt hẳn trời người. Thiện tài đến trước chỗ Ưu Bà Di bất động, chắp tay cung kính, nhớ tâm quan sát, thấy hình tướng của Bồ Tát của Ưu Bà Di bất động xinh đẹp, mà những người nữ của 8 bộ chúng trời đồng không ai bằng được. Tất cả những người nữ trong thế giới 10 phương không ai xinh bằng, xinh đẹp, tuyệt diệu 10 phương không ai bằng, huống chi có người hơn, chỉ trừ chư Phật. Cung điện thì trang nghiêm trong thế giới 10 phương không thể sánh bằng. Miệng của Ưu Bà Di bất động phát ra hương thơm trong thế giới 10 phương không ai bằng. Các bậc trang sức trong thế giới 10 phương không ai sánh bằng. Quyến thuộc trong thế giới 10 phương không ai bằng. Huống chi có người hơn. Trừ chư Như Lai. Mặc dù xinh đẹp thù thắng như vậy, nhưng chẳng làm cho chúng sinh sinh khởi tâm nhiễm trước. Người nào thấy được thì trừ được phiền não. Như vua Phạm Thiên chẳng sinh phiền não ở cõi dục. Người nào thấy được Ưu Bà Di này thì tất cả phiền não đều diệt hết. Chúng sinh trong 10 phương ưa thích nhìn không nhàm chán, chỉ trừ bậc minh hạnh túc. Lúc đó thiện tài thấy người nữ ấy đạt được pháp chẳng thể nghĩ bàn, được tam muội chẳng thể nghĩ bàn, được vô lượng lưới ánh sáng màu sắc đẹp đẽ không gì bằng, tất cả không ngăn ngại chẳng thể nghĩ bàn, làm lợi ích chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, biển các quyến thuộc chẳng thể cùng tận, quan sát thân chẳng nhàm chán chẳng thể nghĩ bàn. Khi ấy thì hiện tại nói kẻ rằng: Thường giữ giới thanh tịnh, tinh tấn tu nhẫn nhục, ví như mặt trăng tròn rực sáng giữa các sao. Nói kệ tán thán xong, thiện tài thưa: Bạch đại thánh, tôi đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng chưa biết Bồ Tát làm thế nào để học hạnh Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Tôi nghe đại thánh có thể giải rõ và nói rõ, xin nguyện và nói cho tôi. Bây giờ người nữ ấy dùng lời lành, lời ái ngữ bảo thiện tài: lành thay này Thiện Nam, ông mới có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta thành tựu pháp môn không hư hoại của Bồ Tát, tu học hạnh kiên cố của Bồ Tát, đạt được Đà La Ni tất cả pháp bình đẳng, đạt được pháp môn tất cả pháp bình đẳng, đạt được tam muội trang nghiêm xa lìa các cõi. Thiện tài thưa: Pháp môn không hư hoại của Bồ Tát cho đến tam muội trang nghiêm xa lìa các cõi thì cảnh giới thế nào? Ưu Bà Di đáp, bất động đáp: Này Thiện Nam, chỗ này khó biết khó nói. Thiện tài thưa: Xin nguyện Đại Thánh Nương thần lực của Phật nói rõ cho tôi. Tôi sẽ nhờ Thiện Tri Thức mà tin phân biệt rõ ràng, chánh niệm quán sát, nhất tâm tùy thuận, xa lìa hư vọng, hiểu rõ bình đẳng. Khi đó Ưu Bà Di đáp: Này Thiện Nam, đời quá khứ trong kiếp ly cấu có Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, hiệu làm Tu Tý xuất hiện ở đời. Thời đó có một quốc vương tên là Điển Quang, ta là con gái của vua ấy. Trong một đêm tịch tỉnh, lúc hết tấu âm nhạc, 500 thệ nữ đều đang ngủ say. Ta ở trên lầu, ngước lên nhìn các ngôi sao,
Thấy Đức Như Lai ấy ở giữa hư không, như núi chú báu, có trời đồng tám bộ chúng cùng chúng Đại Bồ Tát trên thiên ghế bàn, cung kính vây quanh. Đức Như Lai ấy phóng lưới ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương, từ núi lỗ chân lông của Đức Phật đó phóng ra hương vi diệu. Ta nghe mùi hương này thì thân thể nhu hòa, tâm rất hoan hỷ, cung kính lễ bái, nhất tâm chắp tay. Ngước nhìn thấy tướng bất kiến đảnh lễ của Đức Phật ấy. Nhìn hai bên thân Phật, chẳng thấy giới hạn. Tướng tốt trang nghiêm, không thấy nhàm chán. Này thiện nam, lúc ấy ta suy nghĩ, Đức Như Lai này tu tập những hạnh nghiệp gì mà được sinh ra thân như vậy, nuôi lớn thân như vậy, đầy đủ thân như vậy, thân thanh tịnh như vậy, thân tự tại như vậy, ánh sáng quyến thuộc các bậc trang nghiêm, công đức trí tuệ tam muội đà la ni tạng các biện tài chẳng thể ví dụ như vậy. Này thì nam, bây giờ Đức Phật ấy biết tâm niệm của ta, nên bảo người nên phát tâm bất hoại để diệt được phiền não, nên phát tâm thù thắng vi diệu chẳng chấp trước tất cả cõi, nên phát tâm chẳng biến trễ tùy thuận vào sau pháp phương tiện, nên phát tâm nhẫn nhục giáo hóa biển các tâm ác của chúng sinh, nên phát tâm xa lìa ngu si, xa lìa tất cả các cõi sinh tử, nên phát tâm không nhàm chán thấy tất cả Phật, tâm không nhàm chán mỏi mệt, nên phát tâm không biết đủ uống mây pháp của tất cả chư Phật tùy thuận thế gian, nên phát tâm giữ gìn pháp luân của tất cả chư Phật, nên phát tâm phân biệt tùy theo căn cơ của chúng sinh mà diễn nói pháp báu đều lành cho họ hoan hỷ. Này thì nam, lúc ấy ta được nghe Đức Như Lai dạy pháp này nên đạt được pháp môn thanh tịnh, mong cầu nhất thiết trí được mười lực Như Lai, được lời nói không hư dối, ánh sáng trang nghiêm, pháp thân thanh tịnh, tuấn tốt trang nghiêm, được làm quyến thuộc của Như Lai, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, được oai nghi của Như Lai, được thọ mạng của Như Lai. Lúc ta phát tâm này thì tất cả phiền não, thanh văn, duyên giác, các núi kim cương không thể phá hoại được. Này thiện nam, khi ta phát tâm này xong, ở trong số kiếp nhiều như số vi trần của cõi Như Vô Đề, ta chẳng thấy sinh khỏi tâm niệm ái dục, huống chi là làm việc ấy. Ở trong bao nhiêu kiếp, ta chẳng sinh khởi tâm ngã kiến, huống chi là tâm ngã sở. Ở trong bao nhiêu kiếp, ta chẳng sinh khởi tâm ngu si, chẳng sinh khởi tâm vô ký, cho đến trong thai, ta thường chánh niệm, huống chi là các lúc khác. Ở trong bao nhiêu kiếp, ta nghe và giữ gìn mây pháp của tất cả chư Phật không bỏ sót một câu, cho đến lời nói của thế gian còn chẳng bỏ sót, huống chi lời dạy của Như Lai. Ở trong bao nhiêu kiếp, đều uống biển pháp của tất cả chư Phật, cho đến pháp của thế gian cũng phân biệt rõ, sinh ra các môn tam muội tất cả phương tiện mà tâm không hư dối. Ở trong bao nhiêu kiếp ta thọ trì pháp luân của tất cả chư Phật, đối với trong pháp luân chẳng bỏ sót một pháp cho đến không có hai trí, chỉ trừ giáo hóa chúng sinh. Ở trong bao nhiêu kiếp hoặc biển của tất cả Phật và các hóa thân của Phật, thì ở chỗ của Phật ấy đầy đủ đại nguyện. Trong gần ấy kiếp, ở nơi chỗ biển của tất cả Bồ Tát, sinh ra đầy đủ biển hành thanh tịnh của Bồ Tát. Trong bao nhiêu kiếp chúng sinh nào được thấy ta, thì đều phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác, cho đến chẳng sinh một tâm niệm hai thừa. Trong bao nhiêu kiếp, đối với pháp của tất cả Phật, cho đến một câu một chữ, chẳng sinh tâm nghi ngờ, không có hai tưởng, không có tưởng hư dối, không có các loại tưởng, không có tưởng nhiễm trước, không có tốt xấu, không có tưởng thương ghét. Này thiện nam, lúc mới phát tâm đến nay, ta thường thấy chư Phật Bồ Tát và Thiện Tri Thức thường nghe đại nguyện tu hành Bồ Tát của Phật, thường nghe các pháp ba la mật, trí tuệ các địa và tạng pháp vô tận, vào khắp vô lượng vô biên tất cả thế giới phân biệt vô lượng cõi của chúng sinh, chẳng xa lìa ánh sáng trí tuệ thanh tịnh, tùy diệt phiền não của tất cả chúng sinh, sinh khởi nuôi lớn căn lành của chúng sinh, tùy theo sự thích ứng của chúng đều có thể hiện rõ, chưa từng xả bỏ tạo âm thanh vi diệu, người nào nghe cũng đều được hoan hỷ. Nay thì nam, ta đi vào pháp môn không hư hoại này, quán sát Đà La Ni tất cả pháp bình đẳng, hiện rõ vô lượng thần biến tự tại. Ông có muốn thấy không? Thì tại thưa, tôi muốn được thấy. Khi ấy U Bà Di bất động, nhập vào một pháp môn tam muội chánh niệm quán sát. Đó là pháp môn tam muội chánh pháp, tâm không mệt mỏi nhàm chán. Pháp môn tam muội trang nghiêm xa lìa ngu si. Pháp môn tam muội tạng Phật vô tận. Lúc trụ vào các pháp môn tam muội này, những thế giới đều
nhiều như số vi trần của vô số cõi vật trong mười phương, đều chấn động sáu cách, đều thanh tịnh như lưu ly. Trong mỗi một thế giới đều thế trăm ức Như Lai. Mỗi mỗi Đức Như Lai đều có đại chúng vây quanh, mà mỗi Đức Phật đều phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương, hoặc hiện ra nơi cõi trời đô xuất, hoặc hiện ra nơi tất cả thế giới, bằng âm thanh vi diệu chuyển bất luân thanh tịnh, cho đến thì hiện nhập Niết Bàn. Lúc đó Ưu Bà Di ra khỏi thiền định hỏi Thiện Tài: Này Thiện Nam, ông có thấy đây chăng? Thiện Tài thưa: Tôi đã thấy. Ưu Bà Di bảo: Này Thiện Nam, ta chỉ thành tựu pháp môn không hư hoại này vì tất cả chúng sinh, nên ta nói pháp vi diệu làm cho họ đều được hoan hỷ. Còn như các Đại Bồ Tát đi đến mười phương, không ngăn ngại như vô kim xí điểu, đều vào được tận cùng biển cả chúng sinh. Nếu thấy chúng sinh nào chưa có nhân Bồ Đề, thì liền nắm bắt họ ra khỏi biển sinh tử, rồi đặt vào trong Bồ Đề. Ví như người đi buôn vào đảo báu lớn, luôn tìm cầu báu lớn, mười trí lực của Như Lai, đi vào trong biển sinh tử, do hóa chúng sinh, rồi diệt phiền não. Ví như mặt trời chiếu sáng làm cho cô cạn nước ái dục, nở ra hoa sen cho tất cả chúng sinh. Ví như gió lớn thổi đến mười phương, nhổ rốc cây nhánh, phiền não tà kiến cho tất cả chúng sinh. Ví như mặt đất nuôi lớn căn lành của tất cả chúng sinh. Ví như vua chuyển luân dùng bốn nhiếp pháp giáo hóa chúng sinh, thì ta làm sao có thể biết, có thể nói hạnh công đức đó? Này Thượng Nam, phương Nam của xứ này có cõi nước Bất Khả Xưng, có một thành tên là Tri Túc, có ngoại đạo xuất gia tên là Tùy Thuận Nhất Thiết Chúng Sinh. Ông nên đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học hạnh Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Đối đồng tử Thiện Tài cũng có định lẽ đi quanh vô số vòng, đồ thị giả đi về phương Nam. Bấy giờ đồng tử Thiện Tài nhất tâm chánh niệm Ưu Bà Di ấy là thiện trí thức chân chánh của mình, nhớ nghĩ lời dạy chân chánh ấy, nhớ nghĩ sự thuyết giảng, nhớ nghĩ sự phát tâm, nhớ nghĩ sự giáo hóa, nhớ nghĩ sự thi hiện, nhớ nghĩ sự tấn thán, nhớ nghĩ trí tuệ, nhớ nghĩ sự diễn thuyết rộng khắp, nhớ nghĩ sự tu hành, tùy thuận tu duy, tu tập vắng lặng, sự chiếu sáng, sự quan sát ấy. Thiện Tài lần lượt trải qua các thành ấp xóm làng, và lúc mặt trời lặn thì đến thành Tri Túc, tìm kiếm ngoại đạo tùy thuận nhất thiết chúng sinh, khắp nơi đang ở chỗ nào. Và lúc giữa đêm, thấy phía bắc thành ấy có một núi lớn, ánh sáng chiếu rực rỡ như mặt trời mới mọc. Khi ấy vào sáng sớm, Thiện Tài đã khỏi thành, trèo lên trên núi ấy, thấy ngoại đạo từ xa đang đi kinh hành nơi chỗ vắng lặng, có thân hình đẹp đẽ vượt hơn cả phạm vương, có một vạn phạm thiên quyến thuộc vây quanh. Thiện Tài đi đến đảnh lễ dưới chân, đôi đứng một bên thưa: Thưa Đại Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học hành Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Đáp lần thay này Thiện Nam, ông mới có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Thiện Nam, ta đã thành tựu hạnh Bồ Tát đến cả tất cả mọi nơi, đã thành tựu pháp môn tam muội, nhìn khắp thần túc không nương tựa, không tạo tác, bằng ánh sáng trí tuệ ba la mật bình đẳng quan sát phân biệt tất cả các cõi, tất cả chúng sinh sinh đây chết kia, lưu chuyển trong các cõi, độ các hại loại hình tốt xấu, độ các thứ ưa muốn, thọ sinh trong các cõi như là chỗ trời rồng, dạ xoa, cà tắc bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Mahu La Già, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chỗ di ma vương, chỗ loài người cùng loài phi nhân. Các chúng sinh kia hoặc chấp trước tà kiến, hoặc thích nhị thừa, hoặc ưa đại thừa. Bằng đủ loại phương tiện trí tuệ làm lợi ích chúng sinh, hoặc dạy đủ thứ nghề của thế gian vì muốn cho chúng sinh được môn đà la ni, các nghề thiện xảo, hoặc bằng bốn nhiếp pháp giáo hóa chúng sinh vì muốn làm cho tất cả đạt được nhất thiết trí, hoặc khen ngợi các pháp ba la mật vì muốn làm cho chúng sinh hồi hướng về nhất thiết trí, hoặc tháng tháng phát tâm bồ đề vì muốn khiến chúng sinh đối với các căn lành chẳng có thể hủy hoại, hoặc tháng tháng hạnh của bồ tát vì muốn chúng sinh làm trang nghiêm thanh tịnh cõi phật, đầy đủ đại nguyện giáo hóa chúng sinh, hoặc nói pháp nhèm chán xa lìa vì muốn làm cho chúng sinh biết làm việc ác và chịu quả khổ trong ba đường ác, hoặc nói pháp thanh tịnh vì muốn cho chúng sinh phát tâm hoan hỷ ở trong chỗ chư Phật gieo trồng các công đức, đạt được quả nhất thiết trí, hoặc tán thán Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác vì muốn cho chúng sinh phát thề nguyện rộng lớn luôn luôn chuyên cần pháp thân thanh tịnh, hoặc tán thán công đức của Như Lai vì muốn làm cho chúng sinh luôn luôn ưa thích
cầu thân không hư hoại của Phật, hoặc pháp vi diệu không gì bằng của Như Lai, vì muốn làm cho chúng sinh đạt được công đức tất cả, không hư hoại của Phật. Lại nữa này Thiền Nam, tùy theo căn cơ của tất cả dân chúng, nam nữ già trẻ trong thành, tuy lúc này ta đều hóa độ họ. Những chúng sinh ấy chẳng biết ta là ai. 96 phái ngoại đạo tà kiến trong cõi giới vô đà này, ta đều giảng nói đầy đủ các pháp ấy, làm cho họ đoạn được tà kiến. Ở trong tam muội, ở trong tam thiên đại thiên thế giới cho đến biển các chúng sinh của tất cả thế giới trong mười phương, bằng đủ loại pháp môn phương tiện trí tuệ, mà hiện ra đủ các việc màu sắc, hình tượng, âm thanh, để hóa độ, làm lợi ích cũng như vậy. Này thì anh em, ta chỉ biết pháp môn hạnh đi đến tất cả mọi nơi của Bồ Tát này. Còn như các đại Bồ Tát, thân cùng với số tất cả chúng sinh đều phân biệt được thân tam muội của tất cả chúng sinh. Lúc sinh ra, biến hóa luân hồi đến khắp tất cả thế giới, tất cả các cõi hiện ra ở trước tất cả chúng sinh khắp mười phương. Ai thấy cũng ưa thích, cũng ưa nhìn không nhầm chán, đều có thể nuôi lớn tất cả căn lành. Ở trong tất cả kiếp chẳng xả bỏ đại nguyện, được hành ánh sáng trang nghiêm của nhân đa na la, chẳng nhiễm đắm trước tất cả chuyên cầu nghĩa chân tật, tùy thuận chúng sinh, ba đời bình đẳng, hiếu sáng, cõi vô ngã, đầy đủ tạng đại bi vô tận của ta, thì làm thế nào có thể biết, có thể nói hành công đức trí tuệ tinh tịnh ấy. Này thì nam phương nam của xứ này có nước Cam Lồ Vị, nơi đó có một trưởng giả tên là Thanh Liên Hoa Hương. Ông đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học hành Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Lúc ấy đồng tử thiện tài cung kính hành lễ dưới chân ngoại đạo, đi quanh vô số vòng rồi thầy giả đi về phía phương nam. Bấy giờ đồng tử thiện tài chẳng tiếc thân mạng, chẳng ham của báu, xa lìa phiền não, chẳng chấp trước các cõi, chẳng đắm trước vui năm dục của thế gian, chẳng quyến thuộc, chẳng trọng thế lực, chỉ ưa thích hóa độ tất cả chúng sinh, làm trang nghiêm thanh tịnh thế giới của tất cả Phật, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, tông không nhàm chán, biết tướng chân thật của tất cả pháp, muốn đạt được biển công đức của tất cả Bồ Tát đầy đủ nguyện lớn ở trong tất cả kiếp tu hành Bồ Tát, đi đến biển tất cả Phật và quyến thuộc, nhập vào tam muội của tất cả Bồ Tát, có thể thể hiện thần lực tự tại của tất cả Bồ Tát ở trong một lỗ chân lòng, thấy tất cả Phật tâm không nhàm chán, được nghe và tọa trì mây pháp luân chân chánh của tất cả chư Phật không tâm không nhàm chán, chuyên mong cầu nhớ công đức của tất cả Bồ Tát cùng chư Phật như vậy. Thiện tài lần lượt đi đến nước Cam Lồ Vị, đến chỗ của trường giả Thanh Liên Hoa Hương, cung kính đảnh lễ dưới chân, đi quanh vô số vòng, đứng ở một bên thưa Bạch Đại Thánh, tôi đã phát tâm chư thượng trên hành chánh giác, thường hướng đến đạo vô thượng, chí cầu trí tuệ của tất cả chư Phật, muốn đầy đủ đại nguyện của tất cả chư Phật, muốn được sắc thân thanh tịnh của tất cả chư Phật, muốn thấy pháp thân thanh tịnh của tất cả chư Phật, muốn biết thân trí thanh tịnh của tất cả chư Phật, muốn được đầy đủ các hành thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, muốn thành tựu các đại la ni của tất cả Bồ Tát, muốn trừ hết tất cả chướng ngại, muốn đi đến khắp thế giới của tất cả chư Phật mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào, học hành Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát được sinh ra nhất thiết trí. Trưởng giả đáp lành thay này Thiện Nam, ông mới có thể phát tâm cho tôi chân đàn chánh giác. Này Thiện Nam, ta có thể rõ tất cả các hướng biết phương pháp pha chế tất cả hương, như là tất cả hương đốt, tất cả hương xoa, tất cả hương bột, tất cả hương vô, tất cả hương trời rồng, già xoa, cả tác ba Atula, Kalola, Karnala, Mao La Già, Nhân Phi Nhân, hương trừ diệt lo buồn phiền não, hương sinh ra các sự hỷ lạc của tất cả chúng sinh, hương nuôi lớn các phiền não, hương trừ diệt các phiền não, hương ưa thích pháp hữu vi, hương buông lung, hương chẳng buông lung, hương nhớ nghĩ chư Phật, hương thuận theo chánh pháp, hương bậc hiền thánh, hương phân biệt tất cả Bồ Tát, hương trụ vào chỗ của tất cả Bồ Tát. Những hương như vậy ta đều rõ biết, sự sinh khởi, việc làm thành tựu đầy đủ thanh tịnh an ổn, cảnh giới phương tiện, nguồn gốc hành nghiệp của các loại hương ấy, ta đều rõ biết. Này Thiện Nam, ở trong nhân gian có một loại hương tên là Đại Tượng Tạng, do loài rồng đấu nhau mà sinh ra. Nếu đốt một viên liền nổi lưới mây ánh sáng lớn che trùm nước Cam Lồ Vị, trong 7 ngày 7 đêm, lưới nước mưa lớn, lưới mưa nước thơm, nếu có người nào đeo nơi thân thì thân thành màu vàng rồng, nếu dắt trong y phục, cung điện lầu gác cũng đều thành màu vàng rồng. Nếu chúng sinh nào được nghe hương này thì 7 ngày 7 đêm
hoan hỷ vui vẻ, diệt tất cả bệnh không có điên cuồng, xa lìa tâm sợ hãi nguy hại, chuyển hướng về đại từ, nhớ nghĩ khắp chúng sinh. Ta biết những người này, rồi nên thuyết pháp cho họ, làm cho vô lượng chúng sinh ở trong quả vô thượng chánh định chánh giác chẳng còn thoái chuyển. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển thứ 49 hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.